vô tình vặn trúng tay ga, bé gái đã đâm chiếc xe máy điện vào cửa kính. Sự việc xảy ra tại Trung Quốc. Trong clip, một bé gái đang leo lên một chiếc xe tay ga dựng trước cửa hàng. Do bé gái vô tình vặn vào tay ga, nên chiếc xe đã lao về phía trước rồi đâm vỡ cửa kính. Cô bé sau đó ngã từ trên xe máy xuống đất. Cha của bé gái được cho là đã dừng chiếc xe tay ga trước cửa hàng của mình và quên rút chìa khóa. Theo người đàn ông, con gái bị một vết cắt nhỏ trên mặt và đã được điều trị tại một phòng khám gần đó. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật tin tức nóng hổi tại kênh Quân Tin Tức nhé. Xin cảm ơn.